Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bình Định, Bình Thuận đã có các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 và lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đánh giá cao nỗ lực của nhà nước trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nhiều vụ án lớn. Tuy nhiên, qua đó cũng cho thấy tình hình tham ô tiêu cực hiện nay là rất nghiêm trọng, khiến nhân dân lo lắng. Cử tri kiến nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu đề xuất bổ sung vào các điều luật nhằm kiểm soát quyền lực, giám sát pháp luật có hiệu quả hơn. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, ông Lê Kim Toàn khẳng định, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có nhiều cách làm mới, ngày càng kiên quyết hơn, thể hiện quyết tâm cao, không có vùng cấm. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cử tri Mũi Né cho biết còn tồn tại một số vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, cụ thể như tình trạng sóng biển xâm thực, các lò hấp cá cơm gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm có khu vực chế biến hải sản tập trung, sớm xây dựng khu neo đậu tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã giải thích một số ý kiến, đồng thời ghi nhận tiếp thu, chuyển các cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.